Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thăng đi, nhân đến, nên về, mỏ tiền miền Nam đảng tận thu. Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được giới thiệu làm ứng viên cho ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân ngay sau khi hội nghị Trung ương lần thứ 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc. Trước đó, về câu chuyện này, Facebook Lê Nguyễn Hương Trà đã cho biết tin trước Bộ Chính trị cả một tuần, thậm chí còn biết ông Nguyễn Văn Nên hiện vẫn chưa vợ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên vào hôm 11 tháng 10. Hôm thứ Hai ngày 5 tháng 10, Facebook Lê Nguyễn Hương Trà cũng đưa tin trên trang Facebook như sau. Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957 ở Tây Ninh, hiện là Bí thư Trung ương Đảng, sẽ về thay ông Nguyễn Thiện Nhân ngay khi Đại hội Đảng Bộ của Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từ 14 đến 18 tháng 10 kết thúc. Như vậy, ông Nhân sắp kết thúc công việc của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh sau mấy năm trở về và bị đánh giá là mờ nhạt, không làm được gì thành công. Ông Nguyễn Văn Nên xuất thân là công an hình sự, bằng cấp cử nhân luật và hiện chưa vợ. Cùng lúc đó, blogger Bùi Thành Hiếu cũng đưa tin như sau. Chánh văn phòng Trung ương Đảng, nguyên sĩ quan an ninh Nguyễn Văn Nên sẽ về làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bầu 4 phó bí thư, có khả năng hai người mới là Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Hồ Hải. Đến nay thì chưa rõ Nguyễn Thành Phong ở lại hay đi đâu, cái này phụ thuộc vào Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng đáng chú ý là Lê Hòa Bình, giám đốc Sở Xây dựng, được chọn làm hạt giống cán bộ nguồn để khóa sau nữa làm chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Blogger này nói thêm rằng những anh em nào mua bán quan hệ nên chăm bẵm mình từ bây giờ đến kỳ 14 sẽ hái quả trúng bánh lớn. Về bí thư Nguyễn Thiện Nhân, blogger Bùi Thanh Hiếu bình luận thêm như sau. Sự nghiệp chính trị của anh Nguyễn Thiện Nhân khá êm đềm. Anh tà tà leo vào Bộ Chính trị hai khóa rồi hạ cánh nhẹ nhàng. Rất nhiều người như anh Nhân, ví dụ như bà Tổng Thị Phóng, Trương Thị Mai và cả anh Trần Quốc Vượng lẫn Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Bình Minh, Nguyễn Văn Bình, họ cứ lặng lẽ chiếm ghế trong Bộ Chính trị, cơ quan đầu não lãnh đạo cả nước mà hầu như chẳng làm được gì hoặc ngồi cho cái ghế ấy có người mà thôi. Nhà bình luận này nói thêm, đấy là một sự lãng phí khủng khiếp mà Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng bao giờ nhận nhận, cũng không hẳn là họ không làm gì, họ ngồi đó làm nền cho mấy người đầu gấu chúng nó thể hiện. Đây là hình ảnh Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tham gia quét rác trên kênh rạch kèm theo một lượng phóng viên lớn hùng hậu chụp ảnh đưa tin. Bộ Chính trị là tinh hoa của Đảng. Đảng là tổ chức lãnh đạo toàn diện đất nước. Tất cả các ủy viên Bộ Chính trị lẽ ra phải làm việc hăng hái, phải xông xáo, phải chỉ đạo nơi này nơi kia quyết liệt và mạnh mẽ, dám chịu trách nhiệm khi quyết định của mình sai lầm. Như thế mới xứng đáng là ủy viên Bộ Chính trị. Còn không làm được thế thì cứ ủy viên Trung ương là được rồi. Sao phải vào Bộ Chính trị làm gì, tốn tiền, phục dịch. Kỳ này nếu Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới nên tinh giảm chỉ cần 5 hay 7 suất ủy viên Bộ Chính trị là đủ. Ông Bùi Thanh Hiếu đã nêu quan điểm của mình như vậy. Và từ Sài Gòn hôm 12 tháng 10 năm 2020, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, đưa ra một số bình luận với đài BBC tại London như sau. Qua theo dõi việc chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng lần thứ 13, nhất là qua thời gian vừa qua các hội nghị trung ương gần đây, tôi thấy diễn tiến có hơi khác với các kỳ đã qua một số nét. Cụ thể là nhiều người từ trung ương đều về địa phương và nói rằng sẽ ứng cử, nhưng gần như là chỉ định sẽ làm phó bí thư tỉnh này, thành phố kia. Đến bây giờ cũng có khoảng một chục địa phương như thế. Với Thành phố Hồ Chí Minh, việc ông Nguyễn Văn Nên được điều về thành phố này cũng nằm trong diện bố trí lực lượng ấy. Về việc bố trí này thì theo dự kiến cũng như thông lệ từ trước, những nơi nào quan trọng như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay một số tỉnh, thành phố khác, kể cả công an, quân đội, nếu là địa bàn, địa điểm quan trọng thì Bộ Chính trị sẽ chỉ định. Do vậy, việc ông Nên về Thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong kế hoạch chung như thế mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thiện Nhân bên phải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên hôm 11 tháng 10 năm 2020. Có lẽ chưa có nhân vật nào cho nên ông Nên được chỉ định về theo bố trí của mấy vị lãnh đạo ở trên Trung ương, cấp Bộ Chính trị đã xem xét và quyết như thế. Khi được hỏi cán bộ, đảng viên và người dân ở thành phố Sài Gòn hiện nay nghĩ gì về ông Nguyễn Văn Nên, người được chỉ định tiếp quản chiếc ghế Bí thư Tỉnh ủy của ông Nguyễn Thiện Nhân, luật sư Trần Quốc Thuận nói như sau. Việc mà ông Nên về đây, người ta đã nhìn thấy và đã có tin đồn từ lâu rồi.
Hồi trước người ta cũng đã điều ông Đinh La Thăng về làm Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì ông Thăng bị điều tra rồi lại bị đi tù. Còn ông Nên có lẽ là nhân vật sáng sủa hơn, không có tai tiếng gì. Về đây có lẽ ông trụ vững, ông Nên quê ở Tây Ninh. Tuy nhiên lại có một chi tiết là khi ông về đây ngồi vào ghế bí thư Thành ủy thì hiện nay tại đây cũng đang có ông Trần Lưu Quang, cũng là người quê Tây Ninh. Ông Quang được điều về từ trước làm phó bí thư thường trực. Thành ra người ta nói là không hiểu tại sao hay là do tình cờ người ta điều người Tây Ninh về làm lãnh đạo đảng bộ của thành phố. Mà Tây Ninh thì là một tỉnh vừa đồng bằng vừa miền núi, khác xa Thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là một nhận xét trong người dân. Nhưng nó một thực tế là Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ người ta cũng quá mệt mỏi với những xáo trộn với ban lãnh đạo của thành phố rồi. Người thì bị kỷ luật, người thì bị đi tù, kể cả thường trực Ủy ban Nhân dân, rồi trong ban lãnh đạo thành ủy, thường vụ thành ủy cũng bị kỷ luật hết. Đây là hình ảnh nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng ra tòa vụ PVN góp vốn vào Ocean Bank mất 800 tỷ. Mới đây, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố liên quan đến dự án Enthano Phú Thọ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Do đó, nhân vật tại chỗ mà phát triển lên hiện nay gần như không có, cho nên việc ông Nguyễn Văn Nên được điều về thì người ta cũng chấp thuận và chấp nhận khá cao, không có bàn tán gì xôn xao lắm. Thử thách gì lớn chờ đợi tân bí thư, câu hỏi cũng được đặt ra. Trước câu hỏi, ông Nguyễn Văn Nên, nếu ngồi vào chiếc ghế bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhiệm nguyên cả một nhiệm kỳ thì có thể sẽ phải đương đầu với những thách thức gì? Luật sư Thuận trả lời như sau. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn nhất Việt Nam, nó cũng là một thành phố đặc biệt nên trước kia Bộ Chính trị đã họp và ra nhiều nghị quyết về thành phố, khẳng định thành phố là trung tâm kinh tế, đầu tàu kinh tế rồi trung tâm thương mại, tài chính của cả nước. Đây là nơi đóng góp lớn nhất cho cả nước vào ngân sách trung ương, ngân sách quốc gia. Thực vậy, 1/3 ngân sách trung ương lấy từ nguồn của thành phố này, và đây cũng là thành phố đông dân nhất nước. Với sự đa dạng về thành phần, lĩnh vực kinh tế năng động, sáng tạo bậc nhất nước, thế nhưng nó cũng rất phức tạp với quy mô này. Mặt khác, nhiều người lãnh đạo từ thành phố này đã từng được điều về trung ương làm các chức vụ đến Thủ tướng Chính phủ như là các ông Võ Văn Kiệt, rồi Phan Văn Khải và kể cả Tổng Bí Thư. Có thể nói, thành phố lớn đã đào tạo lên những nhà lãnh đạo, quản trị tầm vóc như thế, cho nên việc về làm việc ở thành phố này của tân bí thư cũng phải đáp ứng những kỳ vọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên đã có thời gian dài ở Trung ương. Ông từng làm Chánh Văn phòng Chính phủ, rồi hiện nay làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, và trước đó là Bí thư Trung ương Đảng. Có lẽ ông ấy biết được và học được nhiều việc. Cho nên tôi cho rằng ông ấy về thành phố cũng không có gì là bỡ ngỡ. Đây là hình ảnh nguyên bí thư Lê Thanh Hải đã gây ra những vụ tham nhũng lớn đất đai tại Thủ Thiêm, khiến hàng trăm người và những người nhà dân ở đây tan nát trong 20 năm qua. Đến nay, ông vẫn nhẩn nhơ trước pháp luật. Tôi cho rằng thử thách lớn chờ đợi ông Nên ngay bây giờ là vụ Thủ Thiêm. Phải làm sao giải quyết dứt điểm và hợp lý vụ Thủ Thiêm. Hiện tại có thêm việc lập thành phố Thủ Đức nữa, rồi các yêu cầu về một thành phố thông minh đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phải đảm bảo đời sống của nhân dân và trật tự an ninh, đặc biệt là tiếp tục đóng góp ngân sách cho Trung ương, bên cạnh nhiều vấn đề người dân quan tâm và kỳ vọng khác, kể cả giải quyết những vấn đề từ trước lưu lại, thì đó thực ra là một nặng nề chứ không đơn giản. Luật sư Thuận nói tiếp, nhưng tôi thấy ông Nên là người có phát biểu tỏ ra khiêm tốn, biết lắng nghe, thì tôi hy vọng những vụ việc, sự việc phức tạp trong quá khứ để lại vừa qua sẽ dần dần được khắc phục. Nhân dịp này, luật sư Trần Quốc Thuận bình luận những gì mà hậu quả về vấn đề mà các nhiệm kỳ trước của các ban lãnh đạo thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố để lại, cũng như cách xử lý đối với những vụ việc cá nhân hữu trách gây hậu quả. Ông nói như sau. Bây giờ nhìn lại, kiểm lại và nhìn một cách chung nhất, rõ ràng là trong dàn lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố, trong đảng mà được hiểu là cấp thường vụ thành ủy, cấp thường trực Ủy ban Nhân dân, cấp phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân đều có nhiều người đã bị kỷ luật hết. Kỷ luật nhẹ nhất là cảnh cáo, còn kỷ luật cao nhất là bị bỏ tù. Hai phó chủ tịch đã bị ở tù rồi, bị xét xử, không biết tới đây còn xử ai nữa hay không. Còn ông Bí thư Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị trong mấy nhiệm kỳ có vấn đề đó của thành phố thì cũng bị cách cái chức mà ông ta nghỉ rồi của khóa thứ 11. Đây là hình ảnh sai phạm của ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh cũng liên quan đến vụ Thủ Thiêm, còn nhiều vụ án gây thất thoát lãng phí rất nghiêm trọng và đã bị khởi tố xét xử. Báo chí và người dân Thủ Thiêm đã nhiều lần yêu cầu khởi tố Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải. Thế nhưng nhiều năm qua, ông Cang cũng chỉ bị kỷ luật mất đi các chức vụ cũ mà ông ta đã kết thúc từ nhiều năm trước, y như ông Lê Thanh Hải.
người ta cũng nói nhiều là trong giàn lãnh đạo bị kỷ luật rồi bị tù tội như thế, mà người cao nhất lãnh đạo thành phố khi đó chỉ bị kỷ luật như thế là chưa thỏa đáng với những việc làm sai trái của ông ấy và những hành động của các cấp phó, cấp dưới của ông ấy, mà đã làm cho thành phố gần như là tan nát hết cả như thế, để lại những hậu quả rất nặng nề cho bộ máy, làm cho nhiều người, nhiều cán bộ cấp cao của thành phố cũng bị dính líu, mắc sai lầm đến như thế. Xử lý như thế là chưa nghiêm, dân chưa phục, dư luận rất xôn xao. Cũng có nhiều người đặt vấn đề là đã cách chức thì phải cách chức sâu hơn, vì ông lãnh đạo thành phố đó nắm tới hai khóa ủy viên Bộ Chính trị, hai khóa là bí thư thành ủy, và trước đó ông ấy còn là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nữa. Ông ấy cũng là người có bàn tay trong việc lập nên bộ máy đó, các dàn cán bộ đó mà để xảy ra như thế, thì chính ông ấy là những người khác có thể sẽ phải xem xét trách nhiệm đó và phải xử lý hết rốt ráo những trách nhiệm như thế mới thỏa đáng hơn. Có người đặt vấn đề là có đọc bao che hay không, có chống lưng hay không. Tôi cho rằng có lẽ ở đây trước mắt người ta hạn chế kỷ luật với hàng ủy viên Bộ Chính trị hoặc là cựu ủy viên Bộ Chính trị. Dù vừa qua sự việc xảy ra với ông Đinh La Thăng cũng có thể coi là cá biệt. Theo dõi các hội nghị vừa rồi, người dân cũng thấy có nhiều người có tai tiếng chuyện nọ chuyện kia vẫn xuất hiện ngồi ở các sự kiện và họ vẫn thấy cười vui vẻ. Do vậy, người dân nghĩ phải chăng người ta vẫn như thế để giữ cân bằng, ổn định cho Đại hội 13. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020 với bản tin Thăng đi, nhân đến, nên về, mò tiền miền Nam, Đảng tiếp tục tận thu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.